Ban biên tập xin được gửi lời chào và lời cảm ơn đến quý khán thính giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng với bản tin 24 giờ. Chúc quý vị có những phút giây thực sự thoải mái khi đón xem những video của chúng tôi. Và ngay sau đây là những nội dung chính có trong chương trình. Trận động đất mạnh 6,8 độ xảy ra ở dãy núi 2 Atlas của Morocco vào khoảng sau 23 giờ đêm mùng 8 tháng 9 giờ địa phương. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS cho biết tâm chấn ở sâu 18,5 km cách thành phố Marrakech hay Marrakech khoảng 72 km về phía tây nam. Đây là thành phố lớn thứ tư của Morocco với khoảng 840.000 dân và là điểm du lịch nổi tiếng. Trận động đất này có cường độ mạnh nhất tấn công Morocco kể từ năm 1900 và cũng chết chóc nhất kể từ trận động đất khiến hơn 600 người thiệt mạng hồi năm 2004 ở vùng núi Rif phía bắc Morocco. Đài truyền hình RTVE Tây Ban Nha cho biết ngay cả người dân ở thành phố Huelva và Jin thuộc vùng Andalusia miền nam Tây Ban Nha cũng có thể cảm nhận được sự rung lắc do động đất ở Morocco. Marrakech là thành phố lớn nhất nằm gần tâm chấn. Đây là nơi dự kiến tổ chức các cuộc họp thường niên của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới WB vào đầu tháng 10 tới. Theo Tổ chức Giám sát Internet Toàn cầu Netlock, kết nối Internet đã tạm gián đoạn ở Marrakech do mất điện sau thiên tai. Người dân Marrakech đã lâm cảnh màn trời chiếu đất, không dám về nhà trong đêm vì sợ còn dư chấn. Ông Haji Mohamed, cư dân khu phố cổ ở Marrakech, mô tả với hãng tin Reuters cảnh tượng tuyệt vọng khi ông và mọi người tháo chạy. Chúng tôi phải chạy ngay sau trận động đất lớn. Tôi không thể ngủ lại trong nhà vì động đất và cũng vì trong phố cổ toàn những ngôi nhà đã cũ. Nếu một căn đổ sập thì những căn khác cũng đổ theo. Nhà báo Zezine Bazine, cũng là cư dân Marrakech, cho rằng trận động đất này bất ngờ và thảm khốc với người dân thành phố. Ông nghĩ số người chết có thể còn tăng thêm nữa. Đài Al Jazeera dẫn lời ông Bazine, chúng tôi đã trải qua một đêm kinh hoàng đầy ác mộng và chúng tôi không quen với những thảm họa như thế này. Tại Marrakech, khu phố cổ là nơi chịu thiệt hại nặng nhất vì các tòa nhà dễ đổ sập. Một số tòa nhà tại đây có thể sập ngay cả khi không có động đất do chúng đã khá yếu. Tính đến 22 giờ ngày 9 tháng 9, giờ Việt Nam, thông tin từ Bộ Nội vụ Morocco cho thấy ít nhất 1.037 người thiệt mạng và hơn 1.200 người bị thương, trong đó 721 người trong tình trạng nguy kịch. Đến sáng 10 tháng 9, đã có hơn 2.000 người thiệt mạng và hơn 1.400 người nguy kịch. Nhà chức trách cho biết hầu hết các trường hợp thiệt mạng được ghi nhận ở khu vực miền núi gần tâm chấn, những nơi vốn khó tiếp cận. Hãng tin AP dẫn thông tin từ truyền thông Morocco nói khoảng một nửa số người thiệt mạng là ở tỉnh An. Theo kênh truyền hình Anla của Morocco, các đội cứu hộ đang gặp khó khăn trong việc di chuyển tới các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất do đường xá bị hư hỏng. Nhiều tòa nhà đã đổ sập. Trung tâm truyền máu khu vực Marrakech kêu gọi người dân đến hiến máu cứu nạn nhân động đất bắt đầu từ sáng 9 tháng 9 giờ địa phương. Trong khi đó, lực lượng vũ trang Hoàng gia Morocco kêu gọi người dân thận trọng và thực hiện các biện pháp an toàn do còn nguy cơ xảy ra dư chấn. Các nhà lãnh đạo thế giới đã ngay lập tức gửi lời chia buồn tới Morocco. Trong thông điệp gửi nhà vua Mohammed VI của Morocco, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chia buồn chân thành về hậu quả bi thảm của trận động đất kinh hoàng. Ông Stefan Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, cho biết ông Guterres đau buồn trước những tổn thất về người và gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình các nạn nhân. Ông nói Liên Hiệp Quốc sẵn sàng giúp đỡ chính phủ Morocco trong công tác hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng. Các nước cũng đề nghị giúp đỡ Morocco. Ngay sau thông tin về động đất, chính phủ Israel thông báo Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng nước này đang chuẩn bị cử một đội lớn tới hỗ trợ cứu hộ và sơ cứu các nạn nhân động đất ở Morocco. Lực lượng cứu hộ Morocco phối hợp với nhiều nhóm cứu hộ quốc tế trong nỗ lực chạy đua với thời gian nhằm giải cứu nhiều nhất có thể những nạn nhân động đất còn kẹt trong đống đổ nát. Theo số liệu mới nhất từ đài truyền hình nhà nước Morocco, đến trưa ngày 12 tháng 9 giờ Việt Nam, số người chết do trận động đất thế kỷ ngày 8 tháng 9 ở nước này đã lên đến 2.862 người và 2.562 người bị thương, số người mất tích không được thống kê. Morocco cho đến nay đã chấp nhận lời đề nghị tham gia cứu hộ từ Tây Ban Nha, Anh, UE và Qatar. Theo truyền thông nhà nước, chính phủ Morocco có khả năng sẽ đồng ý nhận thêm viện trợ từ các quốc gia khác. Hãng thông tấn AFP dẫn lời ông Albert Vasquez, người chịu trách nhiệm truyền thông của nhóm cứu hộ Tây Ban Nha, cho biết thời gian đang rất gấp rút và rất khó tìm thấy người còn sống sau 3 ngày nhưng hy vọng vẫn còn đó. Lực lượng cứu hộ Tây Ban Nha được hỗ trợ bởi 4 chú chó đánh hơi và máy ảnh siêu nhỏ có thể được luôn vào đống đổ nát để tìm dấu hiệu của sự sống. Đội cứu hộ tay không tại làng Tin Me ở khu vực núi Hai Atlas, nơi xảy ra động đất, nhà cửa hầu hết đã thành hoang tàn, cư dân ở đây hiện không còn nhà để tránh trú. Chúng tôi cảm giác mình đang bị bỏ rơi, chưa ai đến giúp chúng tôi. Hãng thông tấn AFP dẫn lời cô Khazizaki, 43 tuổi sống tại làng Misirat cũng tại vùng núi Atlas. Ngôi làng này chỉ có dân số 100 người, 16 người được tìm thấy đã chết do động đất. Không khí tại đây có mùi khó chịu vì xác của vật nuôi còn kẹt trong đất đá đã bắt đầu phân hủy.
Phản ứng cứu hộ ban đầu được cho là quá chậm. Quân đội Morocco cho biết họ đang tăng cường các đội tìm kiếm và cứu nạn, cùng việc phân phối nước uống, thực phẩm, lều và chăn. Cư dân của nhiều ngôi làng trong vùng động đất cho biết đã cố gắng giải cứu người thân và hàng xóm của mình khỏi đống đổ nát bằng tay không. Tại làng Tikete, ông Mohamed Chen, 66 tuổi, kể rằng 25 người đã được giải cứu nhờ nỗ lực của dân làng. Chúng tôi dành thời gian lo cứu người, vì không có phương tiện, chúng tôi dùng tay không, ông Chen nói. Tại thị trấn Amimi dưới chân núi Hai Atlas, một bệnh viện tạm với mái che được dựng lên vì bệnh viện địa phương được xem là không an toàn do khả năng xảy ra dư chấn. Các bác sĩ ở khắp Morocco đã đổ về đây để chăm sóc nạn nhân do động đất. Chúng tôi tiến hành các sơ cứu ban đầu như việc khâu vết thương hay xử lý gãy xương. Những ca nặng hơn sẽ được gửi đến Bệnh viện Đại học Marrakech. Bác sĩ nhãn khoa Doha Hamizala đến từ Casablanca nói, hy vọng tái thiết anh Yazibi Bazaka, 27 tuổi, cư dân tại làng Lebrahim, cho biết anh và đại gia đình gồm 8 người đang cùng chia sẻ không gian dưới một tấm bạt tre. Tôi không biết nên làm gì bây giờ. Tôi làm trong ngành du lịch và không biết khi nào mới có thể làm việc lại, anh Bi Bazaka nói với đài Al Jazeera. Cô Hanna Zazet, 39 tuổi, cho biết rất biết ơn vì cơ hội sống thứ hai khi được hàng xóm giải cứu khỏi đống đổ nát. Tuy nhiên cô cũng rất lo lắng vì gia đình có 3 con, chồng cô là lao động với đồng lương ít ỏi, không biết khi nào họ mới có thể lại được ngủ trong nhà như trước đây. Mọi người ở đây đều nghèo, AFP dẫn lời Bouzi, một thành viên của nhóm từ thiện Intikala, nói. Hãng tin Bloomberg ngày 12 tháng 9 đưa tin Thủ tướng Morocco Aziz Akhan cam kết sẽ hỗ trợ những người sống sót sau động đất, bao gồm hỗ trợ tài chính cho việc tái thiết nhà cửa và trường học. Theo đó, công việc trước mắt của chính phủ sẽ là xây dựng lại ít nhất 30.000 ngôi nhà, 500 trường học, bên cạnh bệnh viện, đường xá và các cơ sở hạ tầng khác. Trong ngày 9 tháng 9, lãnh đạo nhiều quốc gia đã bày tỏ sự thương tiếc và chia buồn với người dân Morocco. Nhiều nước đề nghị tham gia cứu hộ sau động đất. Lãnh đạo nhiều nước chia buồn, đề nghị hỗ trợ sau động đất trong ngày 9 tháng 9. Lãnh đạo nhiều quốc gia đã gửi lời chia buồn đến Morocco, đồng thời cho biết sẽ gửi đội cứu hộ và nhiều hỗ trợ y tế đến người dân. Sớm nhất là Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gửi lời chia sẻ đến người dân Morocco. Riêng ông Modi cho biết ông đau buồn trước tin tức về trận động đất. Đài Al Jazeera đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi lời chia buồn với người dân Morocco thân thiện. Tại Nga, chúng tôi chia sẻ nỗi đau và thương tiếc đối với những con người thân thiện tại Morocco, ông Putin nói trong thông điệp gửi đến vua Mohammed VI của Morocco. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng gửi lời chia buồn với người dân Morocco thông qua mạng xã hội. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới quốc vương Mohammed VI và tất cả người dân Morocco về thương vong trong trận động đất kinh hoàng tại Marrakech. Tôi mong những người bị thương sẽ nhanh chóng khỏe lại. Ukraine luôn đoàn kết với Morocco trong khoảng thời gian khó khăn này, ông Zelensky viết. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng bày tỏ cảm thông với các nạn nhân động đất tại Morocco, cho biết nước Mỹ sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết. Tôi vô cùng thương tiếc trước mất mát về nhân mạng và mức độ tàn phá do trận động đất gây ra. Chúng tôi hướng đến và cầu nguyện cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi vụ việc thảm khốc này, hãng thông tấn AFP dẫn lời ông Biden. Hãng thông tấn AFP dẫn nguồn từ truyền thông Trung Quốc cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã gửi lời chia buồn đến người dân Morocco. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đưa ra lời đề nghị sẽ hỗ trợ Morocco sau trận động đất kinh hoàng. Chúng tôi sẽ hỗ trợ anh em Morocco của mình bằng mọi cách trong lúc khó khăn, ông Erdogan nói trong một đăng tải trên mạng xã hội X, Twitter. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez gửi lời chia buồn đến người dân Morocco thông qua mạng xã hội X. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng cho biết ông như suy sụp trước thảm họa động đất tại Morocco và hứa sẽ viện trợ. Người đứng đầu Ủy ban Liên minh châu Phi Moussa Faki Mahamat bày tỏ nỗi đau lớn trước trận động đất kinh hoàng và gửi lời chia buồn chân thành tới nhà vua, người dân Morocco và gia đình các nạn nhân. Phóng viên của đài Al Jazeera đưa tin từ Palestine cho biết chính phủ Israel đã ra thông cáo về việc Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng nước này đang chuẩn bị để gửi một đội cứu hộ lớn đến Morocco. Đội này sẽ hỗ trợ các hoạt động cứu hộ và sơ cứu cho các nạn nhân trong trận động đất. Thomas Sodel Lalonga, người phát ngôn của Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, IFRC, cho biết các đơn vị ứng phó khẩn cấp của IFRC có thể được triển khai tới Morocco trong vòng từ 24 đến 48 giờ. Không có nguy cơ sóng thần Lassen Handy, người đứng đầu cơ quan giám sát địa chấn Morocco, cho biết trận động đất đã gây ra hàng chục dư chấn, trong đó lần dư chấn mạnh nhất lên đến 5 độ Richter. Hàng chục dư chấn vẫn đang được ghi nhận, nhưng chúng sẽ có cường độ thấp hơn dư chấn chính. Và theo thời gian, dư chấn sẽ giảm dần cho đến khi cơ sở hạ tầng địa chất trở lại cân bằng, ông Hani nói với đài Al Jazeera. Ông Hani cũng cho biết thêm hiện không có nguy cơ xảy ra sóng thần. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp trên kênh Bản tin 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.